cầu thủ Việt kinh doanh thời trang. Sau thành công của Văn Toàn với thương hiệu VAT9, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu cũng lấn sân kinh doanh thời trang. Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu là tuyển thủ Việt Nam mới nhất lấn sân kinh doanh thời trang. Hậu vệ gốc Thái Bình cho ra mắt thương hiệu thời trang riêng mang tên GHV House hôm 19 tháng 4 nhân dịp sinh nhật lần thứ 23 của anh. Văn Hậu cho biết chính anh lên ý tưởng thiết kế các sản phẩm, hướng tới đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Hiện tại, sản phẩm chủ đạo của anh là mẫu áo phông in dòng chữ Dream Chaser, theo đuổi ước mơ, mũ và ba lô. Văn Hậu cho biết trong tương lai, anh sẽ tiếp tục sản xuất thêm giày dép. Nhờ có sự giúp sức của các đồng đội nổi tiếng như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh, Văn Lâm và cô bạn gái Doãn Hải My, thương hiệu thời trang của Văn Hậu đang được nhiều người biết đến. Trang Instagram của GVH House hiện có hơn 12.000 người theo dõi. Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng cho ra mắt thương hiệu thời trang riêng mang tên Halo G từ tháng 3 năm 2021. Có thể hình chuẩn, gương mặt góc cạnh nam tính, Tiến Dũng tự làm mẫu quảng cáo cho những sản phẩm của mình, cũng như các đồng nghiệp khác lấn sân kinh doanh. Thủ môn sinh năm 1997 lựa chọn bán hàng online. Sau thành công với mẫu áo phông đầu tiên, Tiến Dũng tiếp tục tung ra thị trường nhiều sản phẩm khác từ áo có cổ, quần short, nhìn tới ba lô, giày. Fanpage Halo G của Bùi Tiến Dũng hiện có hơn 21.000 người theo dõi. Văn Toàn. Văn Toàn không phải là cầu thủ đi đầu trong việc lấn sân kinh doanh thời trang nhưng hiện gặt hái thành công hơn cả. Tiền đạo gốc Hải Dương ra mắt thương hiệu VAT9 hồi tháng 9 năm 2020. Ngoài áo phông, Văn Toàn hiện còn bán nhiều sản phẩm khác như áo khoác, áo nỉ, giày dép, ba lô. Các sản phẩm của Văn Toàn đều có thiết kế bắt mắt và cập nhật trend, xu hướng, nên được giới trẻ yêu thích. Năm ngoái, tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai tận dụng hiệu ứng từ cú ngã của anh trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 để tung ra mẫu áo có dòng chữ X-View, đó là sự thật. Mẫu áo này được ủng hộ nhiệt tình đến mức vài ngày sau khi ra mắt, Văn Toàn phải thông báo ngừng nhận đơn đặt trước vì vượt quá sức sản xuất và quản lý. Hiện tại, Văn Toàn vẫn tập trung bán hàng qua các kênh online. Trang fanpage VAT9 có hơn 252.000 người theo dõi, còn Instagram của thương hiệu này có gần 100.000 follow. Công Phượng. Công Phượng ra mắt thương hiệu thời trang riêng mang tên VM Official, tên ghép của anh và bà xã Viên Minh, đầu tháng 4 năm 2020. Sản phẩm chủ đạo của anh là các mẫu áo phông với thiết kế năng động, trẻ trung do chính bà xã Viên Minh của chân xuất xứ Nghệ thiết kế. Bên cạnh đó, vợ chồng Công Phượng bán kèm một số mẫu túi vải phong cách. Tuy vậy, thương hiệu thời trang của Công Phượng không chú trọng quảng cáo rầm rộ và ít được quan tâm hơn so với thương hiệu của Văn Hậu. Văn Toàn hay Bùi Tiến Dũng,